Giờ đứa nào mà mở miệng nói trong lớp của tôi á là coi chừng nha. Im hết là tôi không có nói chuyện trong lớp. Alo. Alo. Các em mới nói sao im lặng. Tôi sợ im lặng lắm các em. Thì đang để tụi em mới nói đi mà. Các em lên phụ tinh khẳng định. Rồi bây giờ mình một mình lên cho tôi lên. Em lên mình lag quá vậy. Mình khác. 2 hours later. Ủa, tiếng 2 tiếng rồi sao lưng lắc dữ vậy? Tội nghiệp. Rồi hôm nay là môn sinh học thì nhóm của Lân lên thuyết trình nha. Dạ ok thầy, em trình bày luôn nha thầy. Cái vấn đề cuộc sống này là luôn nó như mẹ em lắc quá Lân ơi, thầy không có nghe được. Tuy nhiên cái vấn đề thôi bữa khác em thuyết trình đi nha. Tuy nhiên á, cái vấn đề em muốn nói. Trời ơi, mày cầm con gà đó. Chả em con gà đây. Sao đôi vậy? Không điểm. Con gà. Rồi, bây giờ cuối giờ rồi, có ai đặt câu hỏi cho thầy không? Em muốn hỏi á là Lân ơi, xuống ăn cơm nè. Mẹ ơi, nấu canh chua. Mẹ ơi, con đang trong lớp mẹ. Dạ cô em. Cá hổ nào, nấu không ăn. Đổ hết đi, hấp hết luôn đi. Tại trời mẹ ơi, coi mẹ không có tôn trọng cái sự học hành của con nữa mẹ. Mẹ ơi, cái tuần con học có một ngày mẹ làm ơn mẹ cho im cho con học được không mẹ? Ủa, ở nhà em ổn không Lân? Sao cái nhà tôi nó ổn dữ vậy trời? Mùa này á, các em phải chăm rèn luyện thể dục thể thao hiểu không? Đúng 9 giờ tối nay mỗi đứa gửi cho thầy cái clip hít đất 50 cái nghe chưa? Dạ ok dễ thầy. Ê, còn nửa tiếng nữa tới deadline rồi quay luôn đi. Xong. Ok, 8:59. Rưỡi. The next day. Đây thầy coi, lớp mình rất là ngoan nha. Ai cũng đạt chỉ tiêu hết, đặc biệt là bạn Lân nè. Bạn Lân thích. Trời, 69 cái luôn. Trời, tôi yêu cầu 50 cái, thích 69 cái. Quá hay, chúc mừng Lân nha. Ủa? Dạ. Nhưng mà cho thầy hỏi cái. Ủa, bộ nhà em khó khăn lắm hả Lân? Ủa sao thầy? Tại thầy thấy trong clip á, mẹ em đứng làm sao á, lấy đồ ăn từ thùng rác ra ăn đến 68 lần lận. Sao không để thầy quyên góp cho? Hả? Dạ cũng hơi khó nhẹ xuống. Các em cất tài liệu, tắt hết điện thoại, sách để hết trên bàn cho tôi. Đứa nào bật thêm tab là không điểm nghe chưa? Đúng rồi các bạn ơi, gian lận là xấu lắm. Bây giờ học cho mình chứ học cho ai đâu mà gian lận. Nè, nè, tắt hết tab nè. Rồi, gấp tài liệu lại nè. Nè thầy, giờ em tắt nguồn nha thầy. Đó, phải giống như bạn Lân nha. Look at the book and read it. Là mấy phê tôi học online môn tiếng Anh mà bà cô phát âm dở quá. Đù, mày ghen vậy? Đang học mày dám gọi tao, lỡ bị gọi trả bài sao? Trời ơi, tuần trước anh mày có điểm rồi. Ngon, mà lỡ thi trúng bài hôm nay mày làm không được rồi sao? Ôi gà vậy, thi online quay bài được mà nói gì? Trời ơi. Ê, như tao nghe tiếng gì hả mày? Á, à, mày quên tắt mic kìa Lân ơi. Đâu, đâu. Lân, you are bandit. Ôi không, không. Cô ơi, đó là những cách thứ hai của em cho mày em cô ơi. Cô, cô. Ê, nghỉ mấy ngày tinh thần khỏe khoắn rồi.
quay lại với sự nghiệp học hành xây dựng đất nước rồi. Để coi lịch học online bắt đầu từ ngày mấy ta. Hôm qua. Lên. Bài tập văn của em đâu rồi? Trời chết rồi, giờ làm sao đây ta? Cái này chưa chuẩn bị nữa. Dạ em làm rồi mà em để quên ở nhà thầy. Lần sau nhớ đừng để quên đi nha. Dạ. Ủa, ê, thằng kia. Ê. Đó, chúng ta nên nhớ x cộng y á là. Ủa, em đang ăn hả Lân? Dạ đúng rồi. Ai cho phép em ăn trong giờ toán? Bao tử của em. Từ khi nào mà em được phép ăn trong lớp của tôi vậy? Buổi trước từ lúc nào mà ở phòng em thành lớp học của thầy rồi? Như các em đã biết, việc online quá nhiều sẽ khiến cho các em thụ động, giảm tập trung học hành. Nên đừng có online nữa nha. Ủa, thằng Lân đi đâu vậy? Phải gọi nó mới được. Alo, em hả Lân? Dạ em nghe thầy. Sao em dám out khỏi lớp của tôi khi tôi đang giảng gì hả? Dạ thầy kêu em không lên mạng để tập trung học hành. Em rút đi mạng ra để em tập trung hơn rồi thầy. Các em nên nhớ, đối với tuổi trẻ hiện nay, vì các em cần là quyết tâm học hành thật tốt. Sao mạng mình lag quá ta? Không được chơi bời, nên nhớ là phải cố gắng không ngừng nghỉ. Ý nghe thầy nói gì trời. Vì việc học theo ta mãi mãi suốt đời. Đối với tuổi trẻ hiện nay, các em cần là quyết tâm chơi bời, nên nhớ nghỉ mãi mãi. Quyết tâm. Vậy là bài học ngày hôm. Mấy em ơi, sao thầy không thấy, không nghe tụi em nói gì hết vậy? Vậy là mấy thầy bị lỗi rồi thầy ơi. Chết. Vậy giờ làm sao để sửa em? Thầy bấm cái phím ALT với lại phím F4 á là sửa được á thầy. Rồi. Rồi thầy ao rồi, mời giãn tán. Dạ thưa thầy và các bạn, em xin được phép thuyết trình. Sau khi em học cái môn vật lý của cô Thu xong thì em cảm thấy rất là dễ hiểu, nội dung rất là đẹp, dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhìn. Gì vậy mẹ? Không có gì. Hôm nay mình phải quyết định tập trung chép bài đầy đủ, học hành nghiêm túc đàng hoàng tử tế, không phụ lòng mẹ cha mới được. Cố lên! Các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chiếc lá vàng. Quả lê mà yêu cá bóng thì có đẻ ra lê bóng không ta? Quật là làm, vậy quốc cơ là làm người hả trời? Wow! Trời, lá của mình gặp 360 độ được luôn á. 1 hour later. Rồi, tiết học hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em nha. Hẹn gặp lại ngày mai. Chưa kịp chép gì hết. Trời ơi, tiêu rồi. Hè đi lẹ rồi ra lại, chắc chưa điểm danh tới mình đâu. Ngày hôm nay tôi điểm danh từ giữa lên nha. Lý Huỳnh Lân. Lân đâu em ơi? Lý Huỳnh Lân lần 2. Lý Huỳnh Lân lần 3. Vẫn không phép cộng thi. Anh như gục ngã ở nơi thân cùng đau đớn. Lân, lã trời. Trả lời cho thầy câu 3. Dạ thầy đợi em xíu này. Huy, chỉ tao câu 3 coi. Trời chán em quá luôn á Lân. Em đang mở mic á, tôi nghe hết đó. Dạ em xin lỗi thầy.
Trời ơi Lân ơi, tôi đâu có đuôi đâu, ai cũng đọc được cái khung chat đó đó. Ai vậy? Dạ. Em nghiêm túc trả lời lẹ cho tôi đi. Trời ơi. Dạ, thầy đợi em xíu thầy. Trời ơi. Đáp án 15 mới lần, đáp án 15 đó. Em học hành vậy là chết thầy rồi. Sao mà mốt em lên làm chính được, biết không? Bạn Lân mở mic lên, trả lời cho thầy câu 5. Dạ câu 5 đáp án là however. Để mình đọc however có đúng không ta? Giọng mình lúc đó nghe có gớm đúng không? Trời đọc C đại đi, bị đặt đọc however. Phát âm ngắm chuẩn rồi. Trời chết tôi rồi. Ủa mấy em sao tôi nghe nhỏ quá à? Tăng âm lượng đâu vậy mấy em? Dạ thầy bấm vô cái mic á thầy. Ờ à. Dạ đúng rồi thầy ơi, thầy giảng hay quá. Lân xuống phụ mẹ ơi. Con đang học online mẹ, không có đi đâu được hết á. Ờ vậy thôi học đi. Cái gì vậy mẹ? Thì tao rình thử coi mày có học thiệt không. Thôi học đi. Con đang học mà mẹ đừng có vô nữa. À mẹ tính rủ con đi mua đồ ăn với mẹ ăn đi không? Dạ đi, con nghe cô giảng bằng điện thoại cũng được mẹ. Tao biết ngay mà mày lười, mày nghe điện thoại được thì mày xuống mày rửa chén mày vừa nghe điện thoại cho tao. Hey yo, what the Top 3 những câu nói vô dụng nhất thời học sinh. Top 1. Các em đừng gian lận trong thi cử nha. Lân chi học hành cho đàng hoàng vào. Dạ thầy, chuẩn bị chỉ bài xong. Nước là water. Và trung thực là gì? Honest cô. Wow, you did a good job today là gì? It's a 10 for you. Con trai cưng của mẹ nó mẹ. Mệt lắm chịu. Mày á, không chịu học bài, làm tao lật mình muốn chết. Thì mẹ đòi chỉ bài con mà, con học rồi, con đâu cần mẹ chỉ đâu. Lỡ mày không được 10 điểm á, làm sao tao đi khoe được. Trung thực là gì? Honest cô. Đó có phải là yêu người không, tại sao lại tìm đường để dạy. No cheating in my class, okay? Ủa? Học online thôi mà, làm gì buông tay người ta ra? Thầy anh nói là no cheating. No cheating in my class, okay? Xin lỗi em gái, anh có ghệ. Lân, dốc camera laptop của em thấp xuống cho tôi coi cái mặt bàn của em coi. Dạ thầy đợi em chút thầy. Dạ đây thầy ơi. Sạch trơn thầy. Rồi bây giờ em để yên đó làm bài cho tôi. Dạ không được thầy ơi, để vậy sao em thấy được cái đề của thầy. Khó lắm thầy ơi, em phải cúi xuống vậy nè mới thấy được. Mỏi lắm thầy ơi nè, thầy thấy em không? Ủa? Vậy em mở lên lại bình thường đi. Dạ cảm ơn thầy. Mà nhà em có cái gương không? Dạ có chứ. Nghe hay. Rồi, một tay cầm gương soi xuống bàn. Tay kia làm bài cho tôi. Trời ơi, xui quá vậy. Mỏi tay quá thầy ơi. Đã đến giờ thi, tất cả các em bật cam lên cho tôi. Cái lớp này ngoan nè. Really nigga. Tổ trưởng không không nghe khoa nè. Chăng 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 chắp chắp từng từng cô. Chăng 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 chăm chăm chăng 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 chăm chăng chăm. Hồi xưa tôi cũng gian lận thi cử dữ lắm. Nên các em đừng hòng qua mặt được tôi. Hôm nay tôi canh thi rất kỹ nha. Chăng 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 chắp chắp từng từng cô. Chăng 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 chăng.
chứ không phải thầy sướng đâu. Các em phải ráng mà học đi. Sức mấy biết được chiêu tao. Em nào mà liếc mắt ra khỏi màn hình quá 3 giây là tôi đánh rớt nha. Mày test lẹ nè, 15 phút nữa người ta lấy mẫu rồi. Nhưng mà con không đang làm bài, con không có được rời mắt khỏi bài test. Để tao test cho mày luôn cho. Mày ngước cái cổ lên. Ngước cái cổ lên. Lý Huỳnh Lân rớt. Thôi, không sao. Mẹ có điểm cộng cho con nè. Cộng gì? Cộng giặt dương tính á. Cái thằng kia, mai mày thi đúng không? Sao mày chưa thắp nhang cầu ông địa đi? Học ngu mà sao mày dẫn dưng quá vậy? Con cúng rồi. Đâu? Tao có thấy cái chỗ ông địa có khói nhang gì đâu. Nè mẹ. Học online chắc được. Thành online phù hộ. Lý Huỳnh Lân, lần này á, em hát đúng nốt, đúng nhịp dùm cô nha. Dạ em sẵn sàng rồi cô, cô bắt đầu đệm dùm em đi ạ. À. Mà tung cửa sổ đón anh mặt trời. Chờ một ngày mới đã kè tâm tò. Hay cái là nào kẹp bài chi mà thành đang cuộc đời. Dạ làm bị điếc mày nè con. Không điểm. Rồi giờ thầy đọc vấn đề nha. A là một học sinh gương mẫu. Tuy nhiên ở nhà ba A và mẹ A thường xuyên gây gổ và hành hung nhau. Nếu em là A em sẽ làm gì? Ủa Lân sao em lại khóc? Em không học bài đúng không? Dạ không, em đang đợi đáp án của các bạn để giải quyết chuyện này này. Xã hội thật là nhiễu như. Giờ sao ta? À. Ê Huy, chỉ bài mày. Biết. Ê tu, mượn 50 ngàn. Ê lộn, ê chỉ bài giùm tao. Chùm ấy. Sao mà chua được hay vậy? Mày tính mấy mùa của chức năng xuyên không quá ảo. Ôi được á. Cái đó pin trâu không? Trời, chức năng này hao pin lắm, tầm 20 phút nữa là nó không hoạt động được rồi. Chỉ tao thôi. 20 phút hả? Ê nhưng mà mình làm bài thi được 19 phút 58. Ê mày gọi cho quá, tao kêu có cắm sạc cho tao về coi. Ủa tao kẹt đây rồi. Xuống đất mạng lúc này vậy? Em nằm. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Ôi xuống. Yeah, they notice me, got senpai. Mình làm đúng hết 10 câu như vậy, ông thầy cũng nghi ngờ mình chắc. Thôi bây giờ sai một câu cho nhân đạo. Tôi có lời khen dành cho trò Lân Chi nha. Mấy em kia 10 điểm không à? Chắc chắn là search Google. Lân Chi 9 điểm. Chắc chắn là tự lực cánh sinh. Thôi, giờ chúng ta sẽ sửa câu sai của Lân Chi nha. Câu của Lân Chi là: mặt trăng hình gì? A. Hình tròn. B. Tam giác. C. Chữ nhật. D. B và C đều đúng. Wow, con chọn câu D hả Lân? Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đồ xuống sông. Khó giải thích quá. People make it complicated. Vậy thì toàn bộ những câu không làm được, mình chọn toàn C. Phải chọn toàn C. C.
C. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Các em, đề thi thủ công năm nay á là vá áo nha. Các em á tìm cho cô một cái áo rách rồi vá lại, chụp hình gửi cho cô nha. Dạ đến đi kiếm áo cô. Anh hai mình có áo rách không ta? Trời, sao áo anh hai giờ rách dữ vậy? Được, 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 áo này được. One hour later. Thằng Lân, cái áo mới mua 20 củ của hai đâu? Anh hai ơi, cảm ơn anh hai nha, em không có áo của anh hai. Được cô cho 10 điểm luôn nè. Anh hai mua cái áo đáng đồng tiền bát gạo thiệt chứ. Mày, mày Anh hai Hôm nay mình thi giải phẫu ếch. Các em để con ếch lên bàn đi. Tuần trước tôi dặn mấy em bắt rồi đó. Ông thầy ơi, em không có bắt được con ếch nào hết đó. Cho em thi sao được ông thầy? Bắt đầu làm bài. Trò nào không có sản phẩm như vậy là không điểm. A few minutes later. Thầy nhận bài của Huy rồi nè. Thầy nhận bài của Tuyền luôn. Bài Lương Chi đâu rồi em? Dạ dạ gần xong rồi thầy. Thầy đợi em xíu. Sản phẩm của em hơi bự thầy. Mày bồng con Milu xuống nhà ăn cơm coi. Làm gì mà mày ôm con Milu cả ngày vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Milu! Ủa thầy có cần chụp hình lại không thầy? Rồi giờ thầy đọc vấn đề. Tụi con trả lời trong 10 câu nha. A là một học sinh gương mẫu. Tuy nhiên ở nhà, ba A và mẹ A thường xuyên gây gổ và hành hung nhau. Nếu em là A, em sẽ làm gì? Để em trả lời luôn thầy, em vứt cục pin nó ra khỏi nhà. Cục pin gì? Cục pin 3A. Ê, tí thì phát âm mà, tao đang bị khán tiếng, giờ sao mày? Ui, thằng gà, mày lên Google Translate đó, gõ chữ ra, cho nó đọc rồi nhép theo, tao làm vậy hoài à. Lee Minh Lân, please introduce yourself. Here we go. My name is Lee Minh Lân. I'm a Southside boy. Cách lấy đáp án tất cả các bài thi trắc nghiệm online. Kỳ này là 10 điểm hết tất cả các môn rồi. Alo. Alo, Lân Chi hả? Ê, cô mới báo với tôi là tuần sau mình thi trên trường á nha. Mỗi phòng thi 10 người nhưng mà có tới 3 giám thị lận. Chỉ cần học bài là thi đến cao thôi. Ê, ông học bài đi nha, tôi gọi cho báo mấy bạn khác. Bye bye. Trời ơi, đúng là học tài thi vận mà. Trời, mặc áo vô đi. Lân, em mặc cái áo vô cho cô. Đi học là phải đàng hoàng lịch sự chứ. Nhắm không được á thì tắt cái cam vô cho cô. Cho các bạn tập trung. Trời, mặc áo vô đi. Dạ, dạ, để em tắt cam rồi. Trời ơi, Lân. Hello tụi em, thầy có này cho tụi em coi nè. Đây con chó của thầy nè. Dễ thương quá thầy. Sủa đi con, sủa. Ê, chó, mình phải nịnh thầy mới được. Trời ơi, con chó biết sủa luôn kìa. Rồi được rồi, thôi chúng ta vô bài học nha. Sao chưa qua nữa ta? Mạng bị gì thế? Rồi, công thức của bài toán này là Ê, quá rồi nè. A cộng B thì con chó biết sủa luôn kìa. Lý Huỳnh Lân, em dám kêu tôi lợn chó hả? Ủa cái gì thầy? Không phải em phải vậy thầy ơi. Cấm thi. Mười một giờ năm phút, tụi em ráng ở lại với thầy thêm 15 phút nữa thì thầy giảng cái bài này cho hết nha. Ôi ơi, lố 5 phút rồi thầy. Anh yêu, sao nói là
À thôi, đầu tuần thầy cho lớp kết thúc sớm. Nhà thầy có người nhà đang nằm chờ vậy ha. Ưu tiên người nằm hơn người ngồi. Tôi giải thích cho giáo viên khi không bật cam, bật mic. Mạng nhà em lá cam của em có bị hư không cô? Thực tế tôi đi gom hụi cho mẹ. Phú Hiền, nó tiền hụi mẹ con 3 tháng rồi trả chứ. Sao lê đầy dữ vậy? Hả? À, khoan. Dạ có mặt rồi. Tôi ngủ. Tôi ra những hàng liên tục vì đặt hàng online qua Shopback được hoàn tiền thật quá hời. Tại sao tôi kêu em làm bài tập về nhà để lên lớp nộp lại mà em chưa làm? Càng ngày càng lơ là. Ủa em nghe lời thầy mà, thầy nói lên lớp nộp lại còn em đang nghe em mà. Chào các em. Rồi, khi mà đối thủ tấn công chúng ta phải tấn chắc nha. Đó, hai chân em thủ thế tấn chắc vô. Đó, khi đủ ập tới các em bẻ tay đủ ghe xuống liền. Đó là các em giải vây được bản thân mình hiểu không? Đó, ok, vậy này. Trong này có tiền không? Ủa, ba? Sao ba nói ba đi làm? Ba đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la. Dù mai này nghèo khổ đến đâu thì cũng không được dối trá. Ủa, thầy lắm. Học phụ huynh đúng không? Ở đây học phụ huynh nè. Học phụ huynh. Đúng rồi. Thôi vậy tôi qua kia tôi ngồi. Đừng lấy đồ tôi nha. Đó, em thủ tấn vô nè, hay không đó? Em bẻ tay nó. Rồi, xong. Như các em đã biết, năng lượng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi. Rồi, tụi em chuẩn bị trang phục vào vị trí. 1, 2, 3. Vô, này bơi giỏi nè, đúng động tác, 10 điểm. Ê, này chìm dưới bắt ra ngoài không điểm. Ê, kia, không được bơi trong hồ cá mày, bơi khỏi bắt ra mày. Cả lớp báo cáo cho thầy nghe, trong học kỳ học online vừa rồi, các em đã gặt hái được những gì? Ai trong đêm khuya toàn thân đau nhức? Ai có làn da khô khan sần sùi? Ai không ngủ ngon? Ai hay mệt mỏi? Ai bị hôi chân, hôi nách, hôi mồm? Đề văn lớp này làm khá là tốt, nhất là bạn Lân Chi. Thôi bây giờ Lân Chi cho cả lớp biết tại sao muốn làm giáo viên. Dạ không thầy ơi, giờ em muốn làm trai nhảy rồi. Trai nhảy? Thằng Linh nói thằng Linh nó bị cái gì vậy? Tụi em muốn làm giáo viên giống tôi, em ghi trong bài rõ ràng vậy mà. Dạ đó là ước mơ lúc trước khi em học online. Chứ giờ em thấy thầy với căn hộ của thầy nó nhỏ nhỏ nên em cũng sợ. Trời ơi, đang làm cái gì vậy? Ây dạ. Dạ, con đang học online. Bà thấy thầy giáo không? Học sinh à? Dạ. Rồi mày, mày. Dạ. Ê, mày đừng có nói là ăn cái tập để cho cô rồi. À. Khoan. Ăn cái tập để cho cô rồi. Đó, các em thấy không, cái bài này chúng ta phải giải như vậy thì dễ ra kết quả. Ủa sao vậy Lân, có chuyện gì mà giơ tay? Dạ xin lỗi thầy, em mỏi quá em duỗi tay thầy. Sao các em để bắt rau tùm lum hết vậy? Đổi hết bắt rau liên quan đến việc học hành cho tôi. Rồi, tụi em làm động tác ném bóng cho thầy kiểm tra nha. Nguyên, đúng động tác rồi nè. Ôi, thầy thấy không thầy? Đỉnh không thầy? Đúng. Sao nâng bóng bằng đầu vậy? Thầy thấy bóng em hay không? Ê, sao bóng này lạ quá ta? Đúng chứ, em làm trò gì vậy? Dạ em nâng bóng bằng sóng não nè thầy. Em đỡ bóng bằng tay như các bạn cho tôi. À dạ dạ, ok. Được chưa thầy? Thằng Diễn Linh. Trời ơi, làm dưng luôn.
Rồi, đó, nhìn bài này tụi em cứ làm theo vậy nha. Nhỏ kìa, sao sáng mà không dội cầu? Trời ơi, con gái nữa rồi. Trời ơi, nói cái gì vậy con Lý Ngọc? Sao miệng nói to vậy, cả lớp không nghe rồi sao? Ôi trời đất ơi. Huyền ơi Huyền, em tắt lộn cả mày Huyền, mọi người vẫn nghe em nữa. Tại sao cái đống dưa leo cà rốt tông luôn lại ở trong phòng của mày? Thôi mẹ đi ra đi, con còn học nữa. Nhắc đến chuyện học tao mới nhớ. Jessica, mày đang dám hứa thầy dạy hóa đúng không? Ai? Thầy lớn gì hả? Ờ, em nghĩ là cả lớp rồi. Ok, nay lớp giỏi nè, thầy có quà tặng các em. Huyền, thầy tặng em cuốn sổ nè. Yeah, cuốn sổ. Rồi Tú, Tú, thầy tặng em bánh nè. À, còn Huy, Huy, đây, con cá. Tại chỗ nào vậy ta? Ê, ê, kìa, cất con cá đem về cho mẹ nấu canh nha. Không được cất trong quần nha. À, dạ, 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 dạ. Ê, nay lớp mình học tốt, thầy tặng quà khích lệ việc học nha. Ủa thầy, học online thì tặng quà gì thầy? À, thầy tặng cho mỗi đứa một gói 4G nè, mạnh lắm luôn. Đó, rồi có 4G rồi, đó, bật cam, bật mic lên cho tôi, không có ngại, không có lý do gì cháu vậy đâu. Người em rồi thầy. Dạ em rồi thầy, mà thầy đợi xíu đi, em đang rửa tay. Em nè thầy. Dạ em nè thầy. Lý do tụi em không bật cam bật mic là đây đúng không? Nhà trường tạo điều kiện để tụi em duy trì việc học mà tụi em mất tập trung vậy sao hiệu quả được? Còn một tuần nữa là đi học bình thường rồi, không còn học online để tụi em thoải mái vậy nữa đâu. Hả? Để em làm gì vậy? Dạ thưa thầy, em sẽ làm tuần online cuối cùng thành tuần học đặc biệt nhất. Thầy chờ tuần sau nha thầy. Lâm, tại sao hôm nay em vô học trễ? Dạ tại nãy ba mẹ em đánh nhau em mới vô ngồi học được. Ba mẹ em đánh nhau thì liên quan gì đến chuyện em vô ngồi học? Tại ba em cầm cái bàn, mẹ em cầm cái ghế rồi. Em chưa nói em đúng rồi. Đi rồi thì đừng quay lại nữa. Sao không em? Lâu. Bố. Học hành của mẹ gì nữa, trả nó cái bàn của Lâm. À ba lấy bàn nữa. Dạ dạ. Em liên quan trên bọn cái bàn. Cái gì? Ê. Ê, đến giờ chấm bài rồi. Nghe coi làm bài được không đây? Cái gì chụp gì không thấy vậy? Sao chụp sao vậy? Mấy tuổi này thì dùm vô ấy. Dùm vô ao nét mà. Lần gì? Em có biết đáp án của ba bài hình không? Dạ không cô. Em đừng có tưởng em học online là em được quyền lơ là nghe chưa. Cô nghĩ là em cần quan tâm đến việc học nhiều hơn. Vậy cô biết Thanh My là ai không? Không. Em nghĩ cô cần quan tâm đến chồng cô nhiều hơn á. Chồng? Vô duyên giờ, vô tâm đến đời sống gia đình quá. Chồng có ngoại tình. Ok, em hãy giới thiệu cái bài tốt nghiệp của em đi Lân. Dạ thầy, xương của bệnh nhân bị gãy, em đã gắn lại bằng Photoshop. Học online khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Bài này dễ hiểu mà đúng không các em? Dễ buồn quá à. Giảng gì không hiểu hết trơn. Em Ba Tú, em vừa mới nói gì em nói lại tôi nghe coi. Thầy em xin lỗi, em tưởng em tắt mic rồi thầy. Thầy, tha cho em lần này nha thầy. Giờ em làm gì cũng được thầy. Thầy sai em đi thầy. Ok, vậy em nhấn vào cái link thầy mới gửi đi. Dạ. Không tàn bàn ơi, dòng trôi quên mình bỏ mặc tương lai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học từ vựng nha. Are you ready? Go! Listen to me, English. English, English. Giọng ai vừa vang lên đấy? Tôi chưa có cho nói mà đã nói leo rồi. Hồi lớp học tiếp nè. Beautiful. Beautiful. Ai vừa mới nói đó, nó giỏi ra mặt đi. Có vậy được tôi không mà dám lên mặt hả? Trời, cũng có thầy. Thì là ba có lần gì hả? Biết vậy hồi xưa tôi đánh rớt cô môn phát âm rồi đó. Giờ cô đi dạy con tôi vậy hả? Hả? Ôi thì ta thì ư. Giờ nè, giờ học đi ngồi đi tôi dạy cho. Dạ. Beautiful. Beautiful. Thôi, hôm nay cô kể cho lớp nghe cô chỉ vui thiệt là vui. Hiểu quá.
cô thấy anh Khoa mất, anh đăng cái gì ở tốt 30 tỷ mà như gác vậy á. Trời ơi, cái cô nhanh trí, cô đăng hình, cô ghép cái mặt cô vô cái thùng ghép liền. Mẹ gì đâu cười trời. Ghép mày sao á. Trời vui được chết. Đó, phải như Lân hiểu không? Bữa giờ Lân phát biểu mà cô quên cộng điểm cho Lân. Hôm nay cô cho Lân 10 điểm luôn. Dạ, 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 giống cô. Tết tết vui được chết. Mày vô tắt mấy kìa lắm. Rồi, còn mấy bữa thôi là lớp mình đi học lại rồi. Thôi giờ mình chụp cái kỷ yếu để kỷ niệm cái thời gian học online nha mấy đứa. Nè, 1, 2, 3. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chụp dễ chán lắm, để em. 1, 2, 3. Chưa nhìn màn hình, năm học mới chúng tôi xin trung bình. Giờ học hành cho đàng hoàng, không ba má để lên thiên đàng. Ê khoan, bài này nhanh quá không hả? Làm mày khác đi. Lưu truyền nhìn màn hình, yeah. Ai cũng đang sắp đến lúc quay lại trường xưa, trở về với bàn học và bảng đen. Thầy cô và bạn bè đang cùng nhau nói cười. Oh, tháng ngày học online giờ đây thành kỷ niệm đẹp. Oh, thời học sinh bị cô biết hành. Tự chuyện nhìn màn hình, yeah. Ai cũng mong ngày trở lại. Ngày trở lại có những thói quen học tập mà chúng ta cần quên. Điện thoại thông minh và máy tính bảng cứ gọn vào góc nhỏ thân quen. Tiếng chuông trường sẽ vang lên như mới hôm qua. Tắt màn hình nhìn nhau người bạn xưa là quá. Những gương mặt sau webcam, những lời nói quên tắt mic. Slide trình bày tấm bảng đen, nhà một mình lớp bóng che. Cả một năm sinh hoạt chủ nhiệm chỉ gặp cứ trên màn hình. Filter em mất nụ cười, anh tắt đáp lại khiến anh bị giật mình. Giảng đường online giờ không quay lại nữa. Giờ trường học một ngày hai bữa, ba mẹ thay phiên nhau đón đưa. Dù ở trời đang nắng hay có mưa. Tôi chưa nhìn màn hình, yeah. Liệu bạn có muốn quay trở lại? Tháng ngày học online giờ đây thành kỷ niệm đẹp. Thời học sinh bị cô biết hành. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.